Thì cái ngày đấy còn thanh niên không? Thì ở quê thì ngày xưa mình cứ thịt nhiều, cứ đến có công công việc ở nhà có dỗ Tết thì mới được ăn thịt không? Thì mỗi lần ăn xong là mình cảm thấy nó khó chịu. Nghĩa là chị đã thắc mắc là tại sao ngon miệng mà là mình lại khó chịu. Thế nhưng đến khi mà xuống Hà Nội là mình ăn chay thì đầu tiên mình nghĩ là ăn thử thôi. Tại vì nói ăn tốt thì mình ăn thử. Nhưng mà ăn đến ngày thứ ba quyết định không bao giờ ăn mặn nữa. Tại vì sao? Ăn xong cái cơ thể của mình nó vô cùng mãn túc. Cơ thể của mình rất là nhẹ nhàng. Thế thôi, thế là cứ thêm chay thôi. Xong đi học nấu chay, nếu mà đã xác định mà ăn chay thì đấy là con đường của mình phải đi học. Tại vì nếu mà mình mà ăn chay mà mình không biết nấu thì đấy là cái điểm coi như là hơi bị ấy. Khi mà mình đã biết nấu rồi thì mình đã mặc định là đi ra ngoài là mình thời đó thì mình tự học để nấu hay là thế nào? Qua tự dạy học, tự học. 25 năm trước là ngày đấy là chị vất vả lắm. Ngày đấy là chị xuống Hải Phòng học đội mà đội anh đến ở bên Hồng Kông về ấy, vâng. Là mở cái quán ở Hải Phòng đấy, là chị xuống đấy chị lạc, ở đấy, Âu Lạc đấy, Âu Lạc ngày xưa ấy. Là chị xuống đấy chị ở hàng tháng ở dưới đấy. Ngồi đấy học như thế. Học như thế, học mà phải vào làm nhá, tại như nhân công đến nỗi mà mình nghỉ, mình học xong rồi mình về mà mọi người còn tiếc, còn muốn mình ở lại, tại vì sao chị làm như còn hơn cả người thực thụ. Nhưng mà thời điểm đó là vì có ai mà biết dạy nấu ăn chay đâu nhỉ? Đúng rồi, chỉ cứ chạy vào quán đấy mà làm thì tự nhiên mới làm thôi. Gọi là đội từ Hồng Kông về đấy. Đấy, làm gì có ăn. Thế thứ hai nữa mình thêm một cái nữa là mình phải có đam mê. Thực ra nếu mà không đam mê thì cũng hơi khó vì đồ chay nó hơi cầu kỳ. Có những món nó đơn giản, có những món nó phải chế biến rất là cầu kỳ. Nếu mình đam mê nó thì đấy như chị mà này, nhà chị ở Việt Nam thì cũng thiếu kiến thức về chay, thiếu kiến thức, thiếu nguyên liệu, thiếu đủ thứ. Nhưng mà thời điểm bây giờ ăn chay vẫn là thời điểm vàng nhất. Chứ ngày xưa em nhớ mua được một cái gói đồ khô của Âu Lạc và về còn ăn dè. Ôi giời, mà nấu nấu mà có ngon đâu mà ăn làm sao lại thấy nó ngon thế. Gia đình ngày đấy mọi người cũng không ủng hộ, nhưng thực ra quan điểm cá nhân của mình thì mình phải có quan điểm của mình ăn vào mồm mình mà mình có đâu phải mình bảo mình ăn cho mọi người hay là mình ăn cho ai đâu, đấy là bản thân mình. Cái định lực của mình rất cái định mạnh lực nhờ. Của mình tại vì sao nhà chị thì cứ bảo chứ cả nhà người ta ăn mặn mũi mình mới ăn chay, xong mà nói xong hàng xóm chắc nói đúng không, nói chung là bạn bè ai cũng khiển trách hết. Ai nói. Bảo là con giả hơi không đầy hâm đồ ngon như này không ăn yên chay ba mà ở bên giờ đấy còn đang không có thịt đúng không? Không ăn thịt. Chị bảo chứ ngon nhường hết cho mọi người ăn, chị ăn đồ không ngon. chị thì quan điểm của chị thẳng thắn lắm, nên là sau rồi mọi người cũng phải quen rồi. Nhưng mà cái vấn đề mà khi đối diện với những cái lời dị nghị đấy thì mình có giải thích hay là cái gì không? Đương nhiên mình cũng giải thích chứ, tại vì thực ra mình cũng khi ăn chay là mình phải tìm hiểu tại sao ăn chay nó tốt, ăn chay nó tốt cho sức khỏe như nào, dinh dưỡng ra sao là mình phải hiểu. Khi mà mình hiểu rồi mình giải thích mọi người thì dần dần là mọi người là trước
nhưng mà biết là tốt nhưng mà mình đi khác người thế nó khó sống cả kia đấy, người ta bảo vậy. Chị về chị làm một cái tiệc buffet cái đợt đấy mà mời mọi người ăn ấy, họ mời, hàng không? Mời cả làng luôn, nhưng mà họ hàng mời cả làng luôn, ai thích thì đến. Thế là ăn xong là mọi người thay đổi 180 độ. Thấy chưa? Mình câu chuyện này là thần kỳ đấy. Tại vì nhá, mình cũng phải khẳng định cho mọi người là đồ chay không phải là ăn nó khó ăn, mà chị làm buffet 30 mấy món. Kể cả từ kem nhá, từ chè nhá, từ những món ăn chơi cho đến món các loại đồ chay nhá, một bàn mà bày thật đẹp. Coi như mọi người ăn xong quay 180 độ luôn. Coi như là khai sáng cả cái làng. Khai sáng luôn cái làng. Cái là ông anh quyết định cưới. Giờ mà lại được ăn cây ngon như thế. Mới quyết định cưới thằng con trai độc nhất. Ví dụ bảo cưới thằng này xong còn có thằng này thí nghiệm chẳng hạn, như đây có một thằng duy nhất mà còn mỗi thằng đấy là không là không hết. Cho sai lầm nữa đúng không? Là làm chay. Nói chung mọi người nhìn nhận bây giờ thì khác rồi. Thực ra nếu mà cái mục đích của mình muốn lan tỏa và có cộng đồng ăn chay thì đương nhiên mình phải dạy họ chứ, bây giờ mình không dạy họ, họ nấu không ngon là họ ăn không được thì làm sao họ ăn chay được. Mình cứ hô là mọi người ăn chay đi, mọi người ăn chay đi, chẳng theo người ta cũng thức chẳng theo người ta. Mình muốn là càng nhiều người ăn chay càng tốt. Bởi vì đây là con đường của chân lý, đúng không? Con đường của trí tuệ. Chứ mà mình cũng phải đồng hành và thuyết phục họ. Như thực ra là, thực ra mình cũng phải đồng cảm. Ý nghĩa của mình ở cuộc đời là như vậy. Đúng rồi, càng người nhiều người ăn chay càng tốt.